tôi cũng mừng được đến với giáo xứ Kiển Dương trong ngày trọng đại này. Chúng biết xin chia vui với đại sứ và toàn thể giáo xứ vì thành đoàn của hơn 50 năm qua và chính thức là 50 năm với những thành quả mà để lại. Chúng ta đã nghe trước cũng để đại sứ đã nói là cho biết là cái khởi đầu từ 5-6 gia đình với cái nhu cầu tìm sự sinh hoạt để rồi ngày hôm nay sẽ trở thành 500 gia đình với hơn 2.000 giáo dân và với các đoàn thể những sinh hoạt rất là sầm uất ở đây. Và đặc biệt chúng tôi chú ý rất nhiều người con của giáo xứ đã trở thành linh mục, tu sĩ, nam nữ đang hiện diện ở đây. Như là những hoa trái rất tốt đẹp mà giáo xứ đã tôn trọng và chăm sóc cho đến hôm nay. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể cộng đoàn đang hiện nơi đây, chúng ta mừng mẹ Maria đã được Chúa ban ơn cho khỏi mắc tội tổ tông ngay từ giây phút được hình thai trong nhà mẹ. Chỉ là mẹ không bị ảnh hưởng bởi tội nguyên tội. Tuy nhiên, được ơn như vậy thì có nghĩa là thế nào? Phải chăng là nhờ thế thì mẹ Maria được an toàn, được không phải bị ảnh hưởng những tội lỗi và không bị cám dỗ, mẹ không còn bị thử thách. Nếu hiểu ơn trong mắt tội nguyên tổ là như thế thì chúng ta sẽ hiểu làm sao được ông bà nguyên tổ của mình làm sao lại có thể phạm tội, có thể sa ngã. Bởi vì ông bà nguyên tổ của mình trước đó đâu có bị ai phạm tội, có tổ mà được hay nha. Duy cũng phải nhờ hưởng trước tiền dự hưởng cái ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu để rồi mẹ được chúng gìn giữ cho tội mắc tội nguyên tội. Nhưng điều đó không giả sử và không thể phủ nhận được những cái khó khăn, những cái thách đố trong ơn ban của Chúa. Nhưng có lẽ nói đến cái ơn được con mắc tội nguyên tội của mẹ thì đó là cái điều mà chúng ta có thể thấy cái ánh sáng của bài tin mừng chúng ta vừa nghe đây. Với lời chào của Thiên sứ Gabriel, kính chào đầy ân sủng Thiên Chúa ở cùng bà. Đó là mẹ được đầy ân sủng của Chúa, được Thiên Chúa ở cùng. Cái ơn đó chúng ta có thể thấy nhớ lại được những hình ảnh tuyệt vời của những đầu mà Adam nghe bà được hưởng trước khi sa ngã. Và hôm nay Đức Maria cũng được chào trước chính là một con người tưởng như thế. Thế nhưng trước khi xuống qua sứ phận Gabriel, dù là mẹ đã được ơn ơn dị nguyên tội, đã được đầy ơn sủng của Thiên Chúa, được Thiên Chúa ở cùng, mà là chỉ là khởi đầu để rồi từ đó mẹ phải liên lụy thưa lời xin con của Chúa, thưa lời xin con đối với Chúa trong mọi tình huống của cuộc đời của mẹ, để mẹ có thể thực sự làm mẹ của Thiên Chúa, mẹ có thể đồng hành với Kitô con Thiên Chúa nhận thể làm người để cứu độ thần gian. Ơn của Thiên Chúa ban cho mẹ Maria luôn luôn kèm theo lời mời gọi, hay nói chung đó là ơn gọi mà Đức Maria đã được hưởng. Cái ơn gọi đó chúng ta đã thấy nguyên tổ của mình đã đánh mất và hậu quả đã xảy ra trong bài bản thứ nhất qua sách Sáng Thế đã cho chúng ta thấy. Khi mà con người đến mất đi ân sủng của Thiên Chúa, tình nghĩa đối với Thiên Chúa thì như mọi lần
lúc đến thì gặp gỡ để bàn những tâm sự với hai bà. Thì lúc này hai bà phải chạy xuống để chung với Thiên Chúa tại như vậy đó. Chỉ có đương nhau giữa Thiên Chúa và con người không còn nữa, làm cho con người sợ hãi, xấu hổ. Rồi cũng từ đó, cái mối tương giao giữa con người với nhau cũng đảo lộn với cả các tạo vật khác cũng thế. Ông bà, ông Adam thì không còn coi bà em bà như là xương bởi xương mình. Với mọi anh chị em của chúng ta nữa, anh em. Hãy dung đồn danh Chúa. Thần ban cũng làm cho tất cả anh chị em đang hiện diện nơi đây.